Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báo. Và ok, hôm nay thì cái video này thì mình sẽ tặng cái ạc 2T này cho anh em nha. Và ở video sau á thì mình sẽ vẫn tiếp tục tặng thêm một cái ạc 2T nữa cho anh em. Hiện tại bây giờ mình đang có là tổng cộng là hai cái ạc, và cái ạc này thì hôm nay mình sẽ quay cái vòng quay. Thì như hôm bữa trước mình đã nói với anh em rồi đó. Thì ở video 648 là mình kêu anh em comment vô để mình tiến hành tặng ạc cho anh em. Thì ở đây là có tổng cộng là 166 anh em à. Tại ở đây tới 189 bình luận nè, nhưng mà nó có nhiều bình luận bị trùng anh em. Nhiều bình luận là lặp đi lặp lại nè, đó Xuân Lộc Lê nè. Rồi Trần Nam nè. Thì mình chỉ tính thôi. Thì Hương Phạm nè. Thì mình chỉ tính một lần comment thôi nha anh em. Anh em có thể là tạo nhiều ạc, ví dụ như là bạn TTH. Thì các bạn có tạo chắc là mấy ạc anh em mà anh em. Đây, để cho anh em xem khúc bên dưới nè. Mấy video này mình chưa thả tim, để như nào mà đây thì TTH4, TTH8, TTH7, TTH3, TTH22. Đó, thì anh em cũng có thể là tạo nhiều ạc lon tùy anh em. Còn anh em nếu mà không ấy thì anh em comment thì mình chỉ tính nó một lần nha anh em, chỉ tính một lần thôi. Rồi, ok. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ quay thôi. Và ở đây thì nói chung là mình đã lượt kỹ rồi, không bị sót ai nha anh em. Xuân Lộc Lê nè, đây mình dò lại ra xuống dưới luôn. Xuân Lộc Lê nè, Lộc Lê nè, Xuân Lộc Di Lê nè anh em, Sa Tuyết nè, đó. Sa Tuyết nè, We Gaming Công Đỉnh Trần Nam, mình dò từ trên xuống dưới cho nên là không bị sót ai hết nha anh em. Vì vậy mà anh em chịu khó comment ở video sau nha. Video sau thì mình sẽ tiến hành tặng tiếp, chứ anh em đừng comment trong video này nha. Mình sẽ tính trong cái video nào mà tặng ạc thôi. Vì vậy mà anh em hãy chịu khó comment ở ngay mấy video mà mình tặng ạc thôi. Rồi, ok, tiến hành quay nha anh em. Ở đây thì anh em chúng ta sẽ tiến hành quay và tặng ạc bé xin nha. Ạc bé xin hiện tại bây giờ là 2.39T. Do số lượng quá là đông, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ quay khoảng tầm 40 bạn nha anh em. Rồi, ok, anh em chúng ta sẽ tiến hành quay nha anh em. Thì ở đây có 166 bạn nè, cho nên là mình sẽ quay khoảng tầm 50 bạn anh em. 50 bạn, sau đó mình sẽ lựa ra mấy bạn, mình sẽ tặng thẻ game, và một bạn mình sẽ tặng cái ạc 2T. 2T này cho bạn đó. Đó, còn lại thì mình sẽ tặng cạc thôi. Anh em đợi xíu nha. Đầu tiên là TTH2. Ok, chúc mừng TTH2. Và tiếp theo sẽ là ai đây? Anh em đợi xíu nha. Tiếp theo sẽ là ai đây ta? Trần Mỹ Loan anh em à. Trần Mỹ Loan tiếp nha anh em. Mình sẽ quay 50 bạn mà, cho nên nó hơi lâu một xíu. Xem thử hay đây Quân, chúc mừng bạn Quân. Thôi khỏi chúc mừng anh em, chừng nào mà vô trong cái dòng trong hả chúc mừng, còn cái dòng này là dòng gửi xe bên ngoài thôi, chừng nào vô dòng chung kết bên trong thì mình chúc mừng sao. Ủa, Phong Nguyễn có một bạn mà nó kêu ghi mu on. Ủa, vậy là trong này có hai tên Phong Nguyễn anh em, vậy là mình add nó bị dư thì phải. Anh em đợi xíu nha, ghi mu để mình xem thử nha. F Phong Nguyễn à, thì ra là có hai bạn Phong Nguyễn, hiểu rồi anh em à. Nếu mà nó bị trùng thì nó sẽ xuất hiện trong đây luôn, cho nên là mình sẽ remove on, là nó sẽ tự động lượt cái tên các bạn nó ra luôn. Ok, được duyệt anh em à. Như vậy là cái tỷ số chọi nó cũng là thấp đi bớt rồi anh em à. Đây, để số lượt chiến cho anh em xem luôn. Đó, xíu mình sẽ remove on nha anh em. Nếu mà có bạn nào bị trùng á, bị trùng tên thì mình sẽ remove on luôn. Anh em để ý đừng đặt tên giống nhau nha anh em. Đặt tên giống nhau nhiều khi nó bị trùng, nhiều khi mình lấy danh sách nó lại bị trùng nhau nữa thì nó hơi bị tiếc. Anh em đặt tên khác nhau xíu ha. Hoặc là thêm cái tên anh em, mà thêm những con số gì đó ở phía sau anh em, cho nó lạ hơn xíu, để cho nó đừng có bị trùng với nhau. Ai ở đây ta? Kha hay là Toàn Nguyễn? Toàn Nguyễn anh em à. Toàn Nguyễn, chính bạn rồi nha anh em, chính bạn rồi nha. Để xem thử. Cấp này nó bị ho hoài luôn em à. Chắc có lẽ là do mình tối mình lay tối mình quay video với mình đói bụng, mình ăn bánh nhiều quá sao anh em. Cho nên là mà nó bị ho hoài luôn, nó không hết được anh em à. Nó cứ ho hoài.
cho nên là chưa có live stream được đó. Remove Sa Tuyết, vậy là trong này có hai bạn Sa Tuyết anh em à. À đúng rồi, có hai bạn Sa Tuyết nha anh em. Nếu mà quay vô thì mình sẽ lượt bớt luôn, nhiều khi nó bị lặp đi lặp lại anh em, nhiều khi nó bị lặp đi lặp lại cho nên nó bị trùng Hương Nguyễn Thị. Wow, vậy là các bạn Sa Tuyết nãy là cái cho dòng cái vòng quay nó có hai lần anh em à, cho nên là cái tỷ lệ chúng nó lại cao hơn so với những bạn khác ha. Thiện Lý thôi lỡ sao anh em, lâu lâu đôi khi nó cũng hơi lỗi kỹ thuật tí xíu anh em à. Wow, TTH anh em à, TTH vô hai ạc luôn anh em à, hai ạc TTH vô trong vòng trong luôn, hên dữ ta. Bạn nào ở đây? Sơn Anh Châu, Sơn Anh Châu. Rồi, ok, tiếp anh em mình sẽ lấy 50 bạn nha anh em, 50 bạn và mình sẽ tặng vài cạc game 20k đấy anh em. Anh em không nhất thiết là phải chơi game đảo kho báo anh em. Anh em chơi game gì cũng được, khi mà chúng thẻ game á thì anh em có thể là chọn bất kỳ loại thẻ nào mà anh em thích, chứ không nhất thiết là anh em sẽ phải chọn thẻ phân cạc của đảo kho báo. Anh em có thể là chọn thẻ điện thoại, thẻ gay, thẻ xin, thẻ gosu, cái điện thoại hoặc là bắn vào momo của anh em cũng được, anh em tùy anh em chọn thôi. BH Sơn, ok, tới luôn nha anh em. 50 bạn mà anh em, tới 50 bạn luôn mà. Chắc ở video sau mình sẽ, khi mà mình up cái video này lên đó, chắc mình sẽ phát với cái dạng video công chiếu anh em, video công chiếu để cho nó gây cấn chút xíu. Tại vì mình up video lên đó thì nó sẽ up dạng video bình thường thì em có thể là tua được, thì nó sẽ không có gây cấn anh em. Mình sẽ up dạng công chiếu thì nó sẽ gây cấn hơn. Ở đây thì mình quay full shot nha anh em, mình không có cắt cái khúc nào hết trơn á, cho nên là nó sẽ không bằng chữ với lại anh em. Chứ mình quay mình cắt nhiều khi anh em tưởng mình cắt ghép này kia các kiểu nữa thì không có công bằng. Mình sẽ quay full shot cái dòng quay luôn nha anh em, mình sẽ quay full shot giống như mình đang live stream vậy. Mình sẽ quay một lần duy nhất thôi chứ mình sẽ không quay hai lần anh em ơi. Duyên Nguyễn anh em, nãy giờ được 24 bạn anh em à, còn khá là đông. Không biết mấy anh em chơi sự kiện tích chiều màu đen vàng với lại tầm bảo kiếm Beona tới đâu anh em, cũng khá là khó ăn đó chứ anh em, đâu phải dễ ăn anh em à. 2.500 chiều màu đen vàng là tích cũng hơi bị đấm đuối nha anh em, khá đuối luôn chứ không phải là đấm đuối bình thường anh em à, khá là đuối luôn. Cái ạc này hiện tại bây giờ là hết ngọc và hết chưa một đinh vàng luôn, chỉ còn lại mớ bia thôi anh em. Anh em vô phải chịu khó cày cuốc này kia các kiểu mới lên nổi thôi. Vô chịu khó cày cuốc đi diễn đấu này, làm nhiệm vụ bắt tổ đội đi hay đặt quan dặm đi tìm kho báo nhà gục em bao đao này kia các kiểu, kiếm thiệt là nhiều ngọc để cái sự kiện sắp giảm giá vô mua bia mua chưa một đinh vàng để dành thôi. Cứ đợi mấy sự kiện như vậy đây, rồi trong quý tích tiêu nè, cứ như vậy thì 3 ngày anh em sẽ mua được 90 cái vé chiêu mộ đánh vàng, với lại chơi sự kiện trong quý tích tiêu 3 ngày anh em sẽ được khoảng tầm 75 cái nữa anh em à, 75 cái chiêu mộ đánh vàng nữa, chưa kể mấy nhiệm vụ linh ta linh tinh đặc vặt này kia các kiểu, anh em sẽ kiếm được thêm khá chiêu mộ đánh vàng nữa. Đặc biệt cái sự kiện thâu tóm anh em sẽ kiếm được cũng rất là nhiều cái chiêu mộ đánh vàng nha anh em. Thâu tóm ác quỷ anh em sẽ kiếm được thêm vài trăm cái chiêu mộ đinh vàng nữa anh em à. Chịu khó tích tiểu hành đại nha anh em, cố gắng tích nhiều xíu chứ đừng có chơi lỡ cỡ như vậy nó sẽ ổn lắm. Còn bia với lại ngọc bên kia anh em cũng tích luôn, đợi mấy cái sự kiện sếp giảm giá thì thường sếp giảm giá sẽ đi kèm với lại cái dòng quay tích tiêu hoặc là cái sự kiện tích tiêu á, anh em chơi luôn á thì nó sẽ lời hơn, chứ bình thường anh em đừng có dùng ngọc của xã linh ta linh tinh này kia kiểu, đừng có đột phá thiên thư hay là úp linh hồn này kia kiểu anh em hãy đợi khi có sự kiện tiêu ngọc anh em hãy xài, như vậy thì anh em sẽ ngon hơn, chứ anh em sẽ lắc nhắc như vậy sẽ lỗ lắm. 34 người nha anh em, 34 người nè, mình sẽ 35 này, 15 người nữa thôi anh em à, 15 bạn may mắn cuối cùng lọt vô trong cái dòng sau nữa. Đấy, để em xem thử, baby thỏ
Ủa bạn, baby thà anh em à. Tại cái chữ trên vòng quay nó nhỏ xíu xíu anh em à, cho nên là mình nhìn không có thấy rõ được. Baby thà. Tên bạn ở tên thà hả ta? Wow, cu tê đinh đó nè anh em, vãi chưởng. Cu tê đinh may mắn vậy ta? Ủa, cu tê đinh hình như là chúng event xổ số không ta? Cu tê đinh hay là, đúng rồi, như là cu tê đinh thì phải anh em à. We Gaming có hai tên trong vòng quay anh em à. Mình đã quỷ loại hai tên đây luôn. Thì một tên sẽ vô trong vòng trong và hai tên thì nó sẽ nhảy ra ngoài thì phải anh em. Trung Trần. Rồi ok. Anh em đợi xíu nha. Mình sẽ qua bên đây mình xem thử. Đây nó chỉ lấy một tên We Gaming thôi nha anh em, chứ nó không lấy hai tên nha. Rồi ok, tiếp nha. Nó sẽ xem thử cái tên nào bị trùng thì nó sẽ tự động đổi ra. Công nhận cái dòng quay này nó thông minh thật dữ thiệt anh em. Duy Phan nè. Ok, 40 bạn anh em à, 10 bạn thôi. 10 bạn cuối cùng nữa anh em à, 10 bạn cuối cùng nữa. 50 bạn này thì mình sẽ lấy 10 bạn anh em, mình sẽ lấy 10 bạn đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm vài bạn nữa. Chắc mình sẽ lấy 10 bạn đây anh em à. Hiện tại giờ cái video nó cũng dài dữ nè. Nãy giờ cũng mười mấy phút rồi. Quay lâu quá mấy anh em buồn ngủ, mấy anh em xỉu hết. 42 rồi anh em à. Lấy 10 15 bạn thôi anh em. Banana, bạn chuối. Bạn chuối này không biết có liên quan đến ông lão chuối hay không. Phạm Hậu hay là Vương Đinh đây? Vương Đinh anh em à, Vương Đinh. Ok, ghi mua luôn và tiếp tục nha anh em, tiếp tục nha. 44 người rồi anh em à. 44 bạn rồi anh em à. Sang hay là Duy Bảo đây, Duy Bao anh em à. Duy Bao. Bữa nay là đi ăn là Duy Bao nha anh em, Duy Bao. Đền không có dấu căng đó nha anh em. Hoàng Nguyễn. Tiếp nha anh em à, 46 rồi. Không biết bữa nay ai sẽ là chủ nhân của cái ad 2.39T. Cái video này mình sẽ phát cái dạng công chiếu cho nên là mình sẽ không có nói chuyện ở trong video được nha anh em. Video này mình sẽ nó giống như một video mình up bình thường mình mà, nhưng mà mình up theo cái dạng công chiếu cho nên là anh em không có tua tới được. Và anh em chỉ có thể là xem thôi. Thoa anh anh em à. Không biết là có Thoa em không? À mình đã ra mình coi được cái tên của em có Thoa tên là Loki anh em à. Vãi chưởng. Mình thích cái tên nó rất là thích nhưng mà tự nhiên mình quên ngang xương anh em mà không nhớ được cái tên của em trai của Thoa tên gì. Mình lên Google mình xem thì tên là Loki. Rồi ok. Thiên Hoàng là bạn cuối cùng. Rồi bây giờ anh em chúng ta đã có được 50 bạn ở trong cái vòng quay rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tầm 15 bạn anh em. 15 bạn nha. 50 đây. Lìa cái danh sách này luôn. Rồi 50 bạn đã có trong cái vòng quay rồi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành lấy qua 15 bạn anh em. 15 bạn thôi. 15 bạn sau đó anh em chúng ta sẽ chọn ra. Thôi mình sẽ quyết định nha anh em, mình sẽ để mấy cái video, mấy cái thẻ game ngẫu nhiên ở trong video này. Vì vậy mà anh em nhớ canh nha. Mình sẽ để mấy cái thẻ game ngẫu nhiên ở khúc sau, từ cái đoạn này trở đi về sau. Anh em chịu khó canh nha, anh em nào mà xem video này á, thì mới biết được. Mà xem đến cái khúc này á, thì mới biết được anh em. Sẽ có những cái video ở lòng sẽ có những cái thẻ game nó nằm gãy gác, thẻ game với lại thẻ điện thoại nó sẽ nằm gãy gác từ đây dài ở phía sau. Này tặng cho mấy anh em nào nhanh tay rồi anh em à, thẻ game với lại thẻ điện thoại nha anh em. Anh em nào mà nhanh tay thì sẽ được thôi, mình sẽ lấy 15 bạn anh em mà, mình sẽ lấy 15 bạn nha. Thay vì mình sẽ tặng trong vòng quay này hết á thì mình sẽ chia ra, mình sẽ mua một vài cái thẻ mình sẽ add ở trong cái vòng quay này. Giống như một cái món quà đầu tuần tặng cho mấy anh em. Lệ Sơn Si. Ok. Mình sẽ có những cái món quà nhỏ nhỏ gửi tặng đến anh em. Vì vậy mà anh em chịu khó canh nha. Phải trưởng TTH8. TTH. Nãy giờ TTH là hai tên vô trong vòng trong luôn rồi anh em à. Wow. Công nhận em nó may mắn. Ở đây còn một cái tên nữa anh em à. TTH này nữa nè. Phải trưởng thật sự với anh em. Ở đây thì mình không có cấm anh em tạo nhiều ạc nha. Tại vì anh em tạo nhiều ạc, anh em đặt tên khác nhau mình cũng chả biết được anh em. Vì vậy mà cho nên bây giờ mình cấm cũng như không anh em à. Cho nên là anh em muốn thích thì anh em cứ tạo nhiều ạc anh em chơi. Dễ dàng, dễ kiếm thẻ hơn. Rồi, ok.
không cấm anh em được anh em ơi, tại vì mình cấm thì nó cũng không có được đó, tại mình đã nói rồi đó, anh em đặt tên khác rồi ai biết được anh em, vải trưởng lại vô thi TH rồi đó. Ôi có ba bạn thì ba cái ạc có TH vô đây là coi như là vô trong vòng tiếp theo hết luôn rồi anh em à, mạnh chằng nữa nè. Vải trưởng em TTH sau bữa nay nhân phẩm kinh khủng khiếp rồi ta, quá là nhân phẩm anh em à, nhân phẩm tột độ luôn. Rồi ok, Trang Lê Minh tiếp luôn anh em à, bốn bạn nữa nha, xem thử bốn bạn nào vô vòng vòng trong. Mình quay quanh shot nha anh em, mình quay quanh shot cho nên là nó không có cắt ghép gì hết á, vì vậy mà anh em như vậy thì yên tâm nha, để mà không anh em lại bảo mình cắt ghép để mà lựa ra một người may mắn chúng nữa thì không phải. Mình quay quanh shot từ đầu đến cuối luôn, mình sẽ không cắt phần nào ở trong cái vòng quay này hết nha. Rồi ok, mình nên hay là Vương Đinh anh em à, Vương Đinh tiếp nha. Đây cái vòng quay bắt đầu là có số lượng hơi ít đi cho nên là cái chữ nó dễ đọc hơn anh em, còn cái vòng quay mà tới 100 mấy chục bạn mình nhìn không thấy đường anh em à. Quá bạn Bình Anh nè, gần tới anh em mà Hương nè. Rồi ok, 15 gương mặt vô trong cái vòng tiếp theo đã xuất hiện anh em à, 15 gương mặt đã vô trong vòng xong mà đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ quay lấy một bạn chúng, thôi 5 bạn đi, mình sẽ lấy 5 bạn vô trong cái vòng tiếp theo nha anh em, 6 bạn đi cho nó gây cấn xíu. Tùng Chân, rồi ok. Ấy trời, suýt tí nữa là nhích cho bên kia rồi đó anh em à, suýt tí nữa là nhích cho bên kia, mình sẽ lấy 6 bạn nha anh em, 6 bạn nha, 6 bạn vô trong vòng trong đi. Rồi vải trưởng TTH nè, wow, có một ạt vô trong cái vòng trong rồi anh em à, không biết là còn 4 slot nữa, không biết là có dính được em nữa hay không đây. TTH 8 và vải trưởng, wow, ui, sao em nó hên dữ ta. Có lẽ mấy anh em sẽ bất mãn với lại TTH, đừng kiếm em nó quýnh em đó nha anh em, đừng có chi lùng em đó nha. Rồi Lệ Xanh Si, hai bạn cuối cùng anh em, hai bạn cuối cùng nha. Đây có công mày sắc có ngày nên kim, có công tạo hạt thì có ngày may mắn thôi anh em à. Trang Lê Minh, Trang Lê Minh một bạn cuối cùng anh em. TTH nè, 16 9B Đỗ Hà nè, và bây giờ là ai đây, Bảo Nguyễn. Ok, chúc mừng bạn Bảo Nguyễn nha. Và bây giờ anh em chúng ta đã có 6 gương mặt may mắn. Ủa sao lại đi tới 8 như thế nè, 2 là ai chạy, nó bị lắc một xíu anh em, để mình xóa đi. Ở đây, ủa, đây mình sẽ, à đây có này nó không có tên nữa nè, đó, rồi ok, xong. Lâu lâu nó bị lắc một tí xíu anh em. 37 Tùng TH, 28 Sơn Si Lê Minh Bảo Nguyễn. Rồi ok, đủ nha anh em, đủ mặt nha, lia list này đi. Và đầu tiên mình sẽ quay là cái thẻ game 20k nha anh em. Đầu tiên mình sẽ quay cái thẻ game 20k. Ai sẽ là người nhận được cái thẻ game 20k đây? Tùng Trần. Ok, chúc mừng bạn Tùng Trần là bạn trúng được cái thẻ game 20k. Và cái lần quay này mình sẽ tặng thẻ game 40k anh em à, hai cái nha, double nha. Xem thử ai sẽ là người nhận được cái thẻ game 40k. Đợt này mình sẽ lớn anh em, tại vì mấy anh em không chịu đăng ký tham gia thôi, chứ đăng ký tham gia sẽ nhận được Trang Lê Minh nha anh em. Chúc mừng bạn Trang Lê Minh là bạn nhận được cái thẻ game 40k. Và bây giờ là người trúng được cái ạc 2T lực chiến này là ai bây giờ? Anh em đợi xíu nha, mình sẽ tiến hành, mình sẽ quay luôn đây. 1, 2, 3, ai đây? TTH rồi anh em à, chúc mừng TTH. Quá quá là may mắn anh em mày, quá là may mắn. Rồi ok, quá là hên anh em mày, hên dữ người ta, em nó hai ạt vô trong cái dòng sau luôn anh em à, nhân phẩm cực kỳ. Rồi ok, đây danh sách đã có rồi, bạn 37 Tùng Trần nhận được thẻ game 20k, và bạn Trang Lê Minh 40k, và bạn TTH là cái ạt đó. Như vậy là chúng ta đã có được những gương mặt may mắn ngày hôm nay, và ngày mai mình sẽ tiến hành làm video, mình sẽ tặng tiếp cái ạt 2T trực chiến nữa cho anh em. Vì vậy mà anh em nhớ chịu khó canh nha,
Và hồi nãy giờ anh em nào mà nạp được thành công mấy cái thẻ game nằm ở trong thẻ game với lại thẻ điện thoại nằm rải rác ở trong cái video này thì comment bên dưới cho mình hay nha anh em, chúc mừng anh em nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Anh em nào trúng thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Mình sẽ tiến hành trao thẻ cho anh em 37 tùng trần để mình xem thử. Ôi trời, cái phần bình luận nó đâu mất tiêu hết rồi anh em à. Ủa, đây, để mình xem thử 37 tùng trần hết anh em. F 37. Đây, 37 tùng trần. Trang Lê Minh. Trang Lê Minh đây anh em à, Trang Lê Minh nè. Rồi TTH thì khỏi luôn anh em à. Nhóc này nó trúng thẻ mình không biết bao nhiêu thẻ mà nói rồi anh em à. Đây, TTH nè anh em à. TTH 2. Em nó trúng mình là từ lúc mình làm video tới giờ không biết là trúng bao nhiêu cái thẻ mà nói rồi. Ok. Em nó tạo ạc xài từ đó tới giờ rồi anh em à. Ok nhé anh em. Như vậy là mình đã có được cái gương mặt may mắn ngày hôm nay rồi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em mà trúng ạc thì cứ liên hệ với mình nha. Cái đường link thì mình để dưới phần mô tả này anh em. Đây, đường link Facebook của mình nè. Đó, thì anh em cứ liên hệ với mình để mà tiến hành nhận thẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về gửi tới game đảo Cao Báo cũng như các tựa game khác cho anh em cùng xem. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye anh em.